chiều nay ngày 19 tháng 2, đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã về đến Hà Nội sau 9 ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt động đất. Tại sân bay quốc tế nội bài, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi đón đoàn cứu nạn cứu hộ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, ngay khi đến hiện trường tìm kiếm, đoàn cần trương phối hợp với các đoàn cứu hộ tại hiện trường, đẩy nhanh tìm kiếm. Đoàn cứu nạn cứu hộ đã phối hợp đưa được một thanh niên 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát ngoài ra dưới sự điều phối của cơ quan thổ nhĩ kỳ đoàn đã đến nhiều hiện trường tìm kiếm và đưa nhiều thi thể ra ngoài đoàn công tác bộ công an việt nam lên đường và triển khai theo đúng sự chỉ đạo của bộ công an khắc phục khó khăn về thời tiết bất đồng ngôn ngữ các cán bộ đã đoàn kết gắn bó và phù hợp với cơ quan thổ nhĩ kỳ triển khai có hiệu quả đoàn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao làm việc xuyên đêm xuyên ngày được phía thổ nhĩ kỳ và bạn bè quốc tế người dân đánh giá cao tại buổi lễ đón đoàn đại diện đại sứ quán thổ nhĩ kỳ tại việt nam cho biết rất biết ơn sự trợ giúp kịp thời của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an trong thời gian này. Hiện Việt Nam còn 76 người của Bộ Quốc phòng tham gia cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ.